Nhanh nhanh lên con. Dạ vâng. Thầy có hứng một cái là phải đưa bút luôn. Dạ đây ạ. Gơm mà hôm nay cụ phải đặt chữ với cả nghĩa. Này. Đâu? Dạ. Mày nhìn xem chữ của cụ có giống như là rồng bay phượng múa không? Dạ cụ ơi. Cái đầu này là con thấy là hơi giống đầu rồng rồi này. À thế hả? Vâng. Ôi trời ơi, nhưng mà ở dưới này nó có như là con giun múa ấy cụ ạ. Thằng này, mày nhìn lại xem nào. Mày nói thế hóa ra chữ của cụ là rồng bay giun múa à? Nhưng mà thật sự là con nhìn nó chẳng ra chữ gì cả. Mà cụ ơi, đây là chữ gì ạ? Chữ nhẫn. Sống ở trên đời là phải biết tới chữ nhẫn. Cho nên cuộc đời nhiều lúc nó phải nhẫn thì mới làm được việc. Nhẫn ạ. Cô hai, thế sao mày cứ nhìn mặt tao mày, xong rồi mày nhìn những cái chữ đó, nhìn lên mặt tao là nào? Con nhìn mặt cụ chẳng ra cái chữ nhẫn đâu cụ ạ. Thật sự là ai nhẫn thì nhẫn, như riêng cụ là không nhẫn được. Gơm mở mồm ra cụ nó chửi con xơi xơi cả gì, cụ nhẫn thế nào được? Cái thằng này tao nói cho mày biết nha. Tao này mà không nhẫn ấy, thì thiên hạ chả có ai nhẫn bằng tao. Mà tao đã nhẫn số 1 rồi thì thiên hạ chả có ai nhẫn số 2 cả. Nhá. Còn chẳng tin. Mày không tin gì? Vâng. Không tin? Vâng. Cụ mà nhẫn được, cụ chửi con suốt thì cụ nhẫn thế nào được? Mày không tin. Tao đánh cược với mày. Mày có chơi không? Cược à? À. Cược như thế nào hả cụ? Nếu như nhá, mày ấy mà làm cho tao không nhẫn được, tao bực bội. Hiểu chưa? Dạ. Thì tao mất với mày 10 hào. Ui. Con làm cụ bực là con được 10 hào. Ừ. Ui chơi luôn ạ. À. Mà tao mà nhẫn được ấy thì mày mất với tao 5 hào thôi. Ui ui, lại trong đôi, thế thì con chơi luôn cụ ạ. Nhớ là chơi luôn nhá, cược luôn nhá. Vâng, con chơi luôn. Mày mà thua mày trả tao 5 hào nữa. Vâng. Được rồi, đằng nào tao cũng cầm tiền công của mày. Mày không giả không được đâu. Chữ của mình như rồng bay phượng múa nữa này, bảo là rồng bay phượng giùm múa thì bổ lão đi cái thằng. Kiểu gì gọi thắng cụ thôi. Hầu ơi. Này. Sao chưa cơm nước gì à? Ngồi kinh nhà, ông cảnh nhà. Thằng nào ăn cơm thì thằng ấy đi mà nấu. Thằng nào ăn cơm thằng ấy đi mà nấu. Mình đang từ chức cụ nó xuống một phát thằng luôn. À. Mày tưởng làm cụ giận cụ tức cái gì? Lâu lắm con ạ. À. Còn lâu cụ mới giận con nhé. Cụ rất thương, rất yêu mày đấy. Mày không nấu gì. Có bà nấu cho cụ nhé. Cứ nằm đấy. Còn lâu cụ mới tức con nhá. Nên như thế mà vẫn bình thường. Rồi. Ủa thế trong phòng tao làm cái gì đấy? Con đang viết chữ. Này, cụ nhìn thấy chữ nhẫn của con chưa? Mày không biết chữ á? Ui giời, con đầy chữ, con còn nhiều chữ hơn cụ. Này, cụ nhìn thấy chữ nhẫn của con không? Này, đẹp gấp trăm lần chữ nhẫn của cụ. Chữ nhẫn đẹp. Bao nhiêu
giấy của tao phải vẽ ra đây hết rồi. Mày định làm cụ bực tức chứ? Cụ không bực đâu. Con viết thoải mái đi. Đấy này, còn bao nhiêu giấy, vừa còn cứ vẽ cứ viết thoải mái. Cụ là cụ cầm đường cán. Mày biết đường cán là cái gì không? Là cái tiền công của mày ấy. Bao nhiêu cái tiền giấy thì tao trừ vào tiền công hết. Vẽ đi con, vẽ thoải mái. Biết nhiều chữ nhật mà con biết đấy. Được rồi. Để xem. Mời cụ Hốc. Cái gì? Mời cụ Hốc. Cụ tức kìa. Cụ tức kìa. Hốc. Hốc là ăn chứ gì. Cụ để ra mày. Làm gì cụ chả biết mày. Cho cụ ăn đất đi. Cụ ăn rồi. Nó còn đất đấy. Mày ăn đi. Chọc cho cụ tức đấy. Còn lâu con à. Này, có còn lấy lại nó vào nữa không? Được rồi. Mày đợi. Cụ cứ đợi đấy. Cụ cứ đợi này. Thế là mày mất năm hào với cụ rồi. Năm hào của mày ấy, cụ cho em ở. Ôi, thế là người ta bảo là lấy thằng miền xuôi tao nuôi thằng miền ngược. Chờ anh em hết sức chờ, chờ cho rau muống lên bờ khai huê. Khai huê là cái gì? Chỗ hoa. Này, rau muống nó có tội tình gì đâu mà sao ông cứ ném lung tung thế? Hả? Tí nữa là vào mặt tôi đấy. Tôi đang rất là bực mình. Hả? Quá là bực mình luôn. Ông phải không có bực mình à? Hả? Ai làm ông bực mình? Chả là thế này. Cụ Lý, cụ ấy thách đố tôi là nếu như mà tôi làm cho cụ ấy bực mình, làm cho cụ ấy mất kiên nhẫn, là cụ ấy cho tôi 10 hào. Nếu như không á, là tôi lại phải mất lại 5 hào. Mà tôi tìm mọi cách rồi, làm cách nào cụ ấy cũng như không, chả bực mình gì cả. Thế này có khi tôi lại phải mất 5 hào cho cụ ấy. Bình từ, bình tĩnh và từ từ nhá. Có phải là bây giờ nếu như mà ông làm cho cụ Lý mất kiên nhẫn, cụ Lý điên thiết á, thì là ông được 10 hào đúng không? Đúng rồi. Ông muốn lấy tiền? Chả muốn thì không à. Cứ tưởng là ngon ăn nhưng mà mãi chả có cách. Thích rồi Lý. Đúng là cao kiến. Đa tạ người anh em nô. Lần này kiểu gì tôi cũng lấy được tiền của cụ. Mày đừng có hy vọng lấy lại 10 hào của cụ. Con xác định thua rồi. Cụ cứ nghĩ xấu. Mà con đùa cụ thôi. Cụ biết con vừa gặp ai không? Gặp ai? Cụ Mậu.
Cô Màu á? Vâng. Ôi trời, cô có nhớ tao không? Ôi dồi ôi, cô ấy nhớ cụ lắm cụ ạ. Thế à? Trông buồn lắm. Ôi thế à này, thảo nào mấy hôm nay tao người nó cứ xốn sang, nó cảm giác tao cũng nhớ cô Màu lắm vậy ạ. Cô ấy còn bảo con là muốn hẹn cụ mai ra ngoài cái nhà hoang chỗ mà cô với cụ ấy hẹn đấy. Ôi thế à? Vâng. Cô ấy hẹn cụ á? Vâng. Cô ấy buồn mà cô ấy nhớ cụ lắm. Ôi trời ơi. Này. Dạ. Mai tao đi hẹn gặp cô Màu. Nếu mà bà có hỏi vâng, mày bảo là tao mang tiền đi biếu quà trên nhá. Ôi, cụ lại bảo con nói dối là cụ đi biếu tiền quan trên. Thế mà cụ trả cho con một hào một cắc nào. Thôi được rồi, tao sẽ cho. Ghi nợ mày nhớ, tao sẽ cho. Ừ. Nhá. Lại nợ, vâng. Ừ, thôi đi làm đi. Chứ thằng nào. Mà sao nhớ Màu quá thôi Màu ơi. Mà có mấy hôm chưa gặp mà sao nó nhớ quá thôi Màu ạ. Rồi này Màu à, có cái vòng này đẹp thế. Này, hay là thằng Lý ở xóm đoài nó tặng. Màu ơi, Màu đừng có để là trên giàn bướp dưới ao bèo có con cá diếc hai con mèo nó tranh nhau nhá. Rồi cụ biết cụ là mèo già, cụ sắp hóa cáo rồi, nhưng mà con người với tâm hồn của cụ vẫn là con mèo tơ với Màu ạ. Cụ cứ nói liên thiên. Thế hôm nay cụ hẹn em đây làm gì mà may hôm nay là chồng em đi vắng đi nhá. Ồ, cụ có hẹn Màu ra đây đâu. Ờ. Màu hẹn cụ mà. Đó là cụ hẹn em mà. Ơ, à, à, thằng Hồng nó bảo. Thì cứ đùa mãi. Nhớ người ta, hẹn người ta thì cứ nói đi, có cái vấn đề gì đâu. Ai mà dám nhớ cụ chứ. Nghe nói là cụ mang tiếng ở cái làng này là sợ sư tử đấy ạ. À. Sư tử? Sư tử cái nhà cụ ạ? Cụ sợ nào? Ai bảo sợ? Ở cái làng này nhá, cụ hết ra lửa nhá, cụ ho một cái là tất cả là răm rắp luôn nhá. Ôi giời, Màu cứ nghe nói lung tung. Mà thôi, Màu đây cũng sợ lắm. Màu đây sợ bị đánh ghen. Ừ, ai dám đụng đến Màu, ai dám đụng đến cái lông chân của Màu, cụ đánh chết nhá. Thật không? Ừ. Ý dạ, con bẩm bà Lý ạ. Ôi giời ơi, sao lại đi đâu nhỉ? À. Như nào hả cụ? Có chỗ nào lấp thì lấp đi, chứ cần gì nữa. Ở cái chỗ miếu hoang này, làm gì có chỗ nào mà lấp. Dạ không, cụ có đi với con đâu ạ. À? Bà vào tìm làm gì, không có cụ ở trong đâu. Con có đi cùng cụ đâu. Rõ ràng là bà bảo, sáng nay bà đi chơi trọ cơ mà. Biết ngay bây giờ mới lộ ra là sợ sư tử mà. Rồi ôi, xem nào. Có thu được lên trên này không? Cô chủ ơi, cậu đánh đố em mà. Em trèo làm sao được. Cô xuống đi, cô xuống đi để em trèo lên. Em trèo lên nhá. Cô để con chút một tay cô ạ. Ừ, mày đẩy lên. Đẩy cô Màu cô lên. Tao bảo mày đẩy lên, sao mày cứ túm vào bùi cô Màu là thế nào hả? Có bà nào đâu ở cụ. Con đùa cụ tí mà. Mày làm tao tí nữa tụt cả tim ra ngoài rồi. Ui giời ơi, con đùa cụ có một tí mà con không ngờ cụ lại sợ bà đến thế đấy cụ ạ. Sợ chứ tao không sợ. Hả? Đúng chưa? Ôi, cụ có thế tức không hả cụ?
tức thì tức, bỏ mẹ ra sao không tức. Mày làm cái trò, cái trò này chả tức. Thế thì con thắng rồi, không phải mất 10 hào cho con. Cụ chả bảo là mày mà làm tao tức, tao điên lên ấy, thì tao mất cho mày 10 hào còn gì. Ý, cụ cho con xin 10 hào. Thấp mưu thua trí đàn bà, mình lại thấp mưu thua trí thằng hầu. Được rồi, cho nợ mày bao nhiêu? Dạ, 10 hào của. Cái cá cược vừa rồi là 10 hào kia. Vâng, chính cụ ra đề. À đấy, 10 hào này. Vâng. Mùng 1 Tết sang năm cụ mới trả nhé. Mày lừa cụ, để cụ ra cụ gặp cô Mầu. Mày định chơi cái trò hai mang ấy. Thằng này mày. Cụ không trả con ạ? Không. Thế thì con đi đòi bà. Thằng này láo cá thật đấy. Bà Lý không liên quan gì cái vụ kèo cược này nhá. Mà mày láo cá lắm rồi. Thôi, cụ tí cho nó 1 hào thôi. 10 hào đấy. Cái vụ kèo này chua nữa. Dạ. Mày bớt cho cụ hào. Mày 9 hào đấy. 9 hào ạ? Thiếu 1 hào hả cụ? Thế thì con lại phải đi đòi cụ bà thôi. Thôi tao ghi nợ. Ghi nợ? Ghi nợ. Thế thì con vẫn đòi nợ cụ bà thôi. Này, mười hào đủ chưa? Đủ rồi cụ ạ. À, con đi ngay. Mà cụ ơi, thì trò này vui thật đấy. Lần sau cụ lại ra đề cho con nhé. Mày ra đi. Vâng. Này, bà mà về là báo ngay cho tao biết nhé. Dạ vâng. Mà cụ ơi, người ta bảo là tham thì thâm, cấm có sai cụ nhỉ? Cái thằng muốn dạy. Mày nói tao à? Dạ đâu, con có nói cụ đâu. Ai bảo than? Mày ơi, nhưng mà thua được tao. Còn có mày muốn dạy cho thằng hồng nữa. Quay, thế em có được đồng nào à? Chết rồi. Không biết cái đứa nào nó đổ nước sôi vào héo hết cả cái cây chè của ông thế này. Ê, nó có ẩu không chứ gì? Đâu rồi? Cái gì? Ông thấy nó đâu không? Đứa nào? Trời ơi, đứa nào cái gì? Ông biết cái gì chưa? Biết cái gì bà phải nói thì tôi mới biết chứ. Thì ông phải từ từ cho tôi nói đã chứ. Ồ thì tôi đang từ từ đấy. Ôi, bực chết chứ này. Được. Tôi cũng đang từ từ đây này. Cái thằng Đông nhà mình ấy. Thằng Đông sao? Cái thằng này nó ngu lắm ông ơi. Nó ngu như thế nào thì phải bảo chứ để. Bây giờ về cứ trồn lên. Xong này, như nào? Từ đầu nào? Chứ tôi nói không? Nói mình cho nó ăn, cho nó mặc. Nó ăn cơm nhà bác tù bà hàng tổng cái kia rồi. Ôi, nó là làm cái gì khổ quá hả? Cái thằng đấy nhá. Tôi đi vẽ tranh cho lão phù ông. Cái gì? Thằng Đông nhà mình. Nó đi vẽ tranh cho lão phù ông cái kia. Thằng Đông đi vẽ tranh? Thằng Đông mà viết vẽ tranh á, nó còn vẽ bằng mắt này. Nó vẽ cả cái làng này khen nó vẽ đẹp đấy. Ôi dồi, thế thật à? Ừ, nó cũng vẽ giống y như đúc ra cho khuôn. Ôi trời ơi, thằng này rất láo. Nó láo. Gọi ngay nó về đây. Gọi về đây. Ông đi gọi nó về đây. Bà gọi về đây. Ai đi gọi nó về đây? Tôi đi gọi về đây. Láo nháo, đi đâu? Điền không chịu được. Đi đâu? Tôi đi gọi nó. Cái đường đằng này. À, đường đằng này. Điên quá cho nên đi nhầm. Thật này về đây. Chết đòn đấy bà. Mày đi vào đây. Ôi, có thịt cũng đau. Đau rồi, đau. Đau quá. Đau quá. Đau quá. Mày đi vào đây. Mày đi vào đây. Mày đi vào đây. Mày đi vào đây. Cô vừa béo, cô lại vừa đủ. Hôm nay tao đi. Mày đứng tài luôn. Mày ở nhà cụ
Mày súng là nhà cụ mà mày mất đấy. Mày ngồi xuống đây. Biết chưa mày? Mày thấy đau chưa? Mày thấy đau chưa? Ôi, cụ biết đau thế. Tao hỏi mày. Dạ. Mày ăn ở đâu? Dạ con ăn nhà cụ. Mày ngủ ở đâu? Dạ con ngủ nhà cụ. Thế thằng phú ông nó cho mày ăn cái gì? Dạ sao ạ? Như ông phú ông thì có làm gì đâu mà. Thế chưa mày thích con... Sao mày ăn ở nhà ông, mày ngủ mày ở nhà ông mà mày đi sang mày vẽ tranh cho cái thằng phú ông mất dạy đấy. Nó đi khoe khắp làng làm ông nhức hết cả mũi. Nó bảo cái gì là cái thằng Đông nhà Lý Trưởng ấy, nó vẽ tôi giống khúc nào ra khúc ấy luôn. Quá đẹp. Thì bẩm cụ, cụ bận việc làng việc nước, con đâu có biết là cụ cũng thích vẽ tranh. Mày là người ăn kẻ ở nhà tao. Mày phải biết được là cụ có cảm xúc lúc nào. Dạ. Đấy, dạ, cụ đây. Muốn gì, cụ thích gì. Nhưng mà cụ muốn vẽ cụ phải bảo con. Con làm sao mà biết được. Ta lại phải bảo mày à. Mày nhìn cụ là mày phải đoán rằng là cụ thích vẽ tranh. Dạ thôi. Mày phải rồi. Vẽ cho cụ chứ. Bây giờ con vẽ cho cụ. Tao cho phép mày. Bởi vì mày là người ăn kẻ ở nhà tao. Dạ. Mày cứ vẽ tao thoải mái. Nhá. Nhưng không lấy tiền. Vẽ không lấy tiền thì... Vợ chồng tao nhá, đã mất công ngồi cả tiếng đồng hồ làm mẫu cho mày vẽ. Đã không lấy tiền mày thì thôi. Mày lại cứ đi lấy tiền của ông bà. Dạ nhưng mày... mà cơ mà cái gì? Tôi thì người nhà. Mày nói đúng. Người nhà với nhau ai lại đi lấy tiền như thế? Nó mang tiếng ra. Mày cứ ngoan ông thương rồi ông trưởng, nghe chưa? Dạ bẩm cụ được rồi ạ. Thế thì cụ bảo cụ bà đi rồi con vẽ. Vẽ luôn và ngay. Được, chỗ này đẹp đấy. Ông bà đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng rồi. Đây nhá, đây là trước hết là như thế này. Muốn có bức tranh đẹp thì cô đứng này, đứng lại, đấy, đặt đứng lại, đúng rồi. Cô ngồi xuống. Đứng. Ba hả? Ba thì đứng lại, ba cũng đứng lên. Ông đứng. Rồi, ông này ngồi xuống. Ba, đứng nguyên đấy. Đó, thế được rồi. Rồi, cứ ngồi đứng nguyên, thế xem nào. Rồi, ông bà sao lại ngẩn to te ra như thế? Thế mày bảo đứng lên mới ngồi xuống thì bây giờ... Thôi. Mày có bảo mặt như thế nào đâu? Cụ... Mặt tươi hay là thế nào? Cụ lít đứng lên. Đứng lên. Hai cụ xoay đều một vòng, có xe nào xoay đều một vòng. Xoay thế thì ba vào mặt nhau. Thế xoay đi ạ. Xoay... Xoay từ bên này nha. Thứ nhất bà quay này. Hai bà cụ xoay đều. Xoay đều. Này. Trong mặt xoay. Cụ bà làm sao đấy? Chóng mặt mày ơi. Chóng mặt thì cũng phải cố. Thế có muốn vẽ tranh không? Có. Có muốn vẽ tranh không? Thôi mình cố gắng đi. Thôi nó muốn có tranh đẹp thì mình phải chịu khó. Mà cụ ý nhá. Hả? Mặt cụ tươi tỉnh đi. Ừ. Chóng mặt cụ đần thồn thộn thế thì làm sao mà vẽ được? Cười. Đứa nào như thế này đi. Rồi, như thế này. Rồi, thế này ta làm được. Này. Cụ có muốn nó mềm mại cho? Có. Cụ lại nằm tạo dáng nàng tiên cá nằm lên. Nằm trong tay này. Xôi. Bà đứng lại đấy. Này gì? Rồi, cụ bà. Cụ bà ngồi xuống ở chỗ này. Đấy. Ngồi không ngồi cạnh cụ ông khổ quá. Bảo mai không ngồi đằng sau khổ quá. Ngồi thế thì chồng hết tít vào mặt cụ rồi còn gì nữa. Bà ngồi thế thì nó vẽ mông bà đập vào mặt tôi. Thế bây giờ ông nằm hết cho tôi ngồi vào cái chỗ nào. Bà đứng đằng sau đây này. Rốt ghê thế này. Thế phải là dễ hiểu hơn không? Cần gì phải bảo. Ôi này. Thế nhà ông bà có định vẽ không? À có. Thì khổ nên đang thảo luận. Khổ quá. Đây, mày cứ vẽ đi. Mày không phải cấu. Họa sĩ mà cấu này hay vẽ lung tung. Mặt vợ chồng ta đang tươi vẽ nhăn nhúm như con khỉ. Bây giờ cái này kiểu này cũng đẹp rồi.
Nhưng con thấy hai cụ là phải kiểu này mới đẹp nữa. Kiểu nào? Kiểu đây. Cụ là quỳ, 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 lý quỳ, lý quỳ, lý quỳ. Như nào? Như nào? Rồi cụ lý quỳ thế này. Cụ bà ra đây, cụ bà ra đây, ngồi một lý quỳ, lý quỳ. Hai cụ chu mỏ bổ vào nhau. Chu mỏ bổ vào nhau, chu gần vào, gần vào. Đấy, chu mỏ chu vành mặt lên, vành mặt. Rồi như thế nhá, bắt đầu vẽ nhá. Rồi. Con vẽ đây này. Bổ quá cũng đừng ngó ngoáy. Được rồi. Bố mình. Ồ, thế bây giờ nó còn hơn bố mình. Muốn có tranh đẹp nó là bố luôn. Ô này. Tôi cũng cứ ngó ngang. À, cô cứ đang thảo luận. Chu mỏ vào. Từ từ, Đông ơi. Làm sao, làm sao? Làm sao? Bà buồn. Muốn gì? Đấy. Ôi trời ơi, đang... Ông bà rách việc quá. Thôi nghỉ, không vẽ nữa. Thôi mày, tự tư tư đi. Thằng kia mày cứ cáu nhỉ. Tao, cái con điên này. Này, ông bảo ai là con? Không, tôi bảo bà quay lại đây, khổ quá. Nó đang vẽ, nó phải ở cái góc này nó mới nhìn được. Này ông bà. Cái gì? Thế ông bà có vẽ không? Có. Nếu mà nhiều việc quá thì nghỉ. Thôi. Nếu bao giờ ổn định thì vẽ. Thôi, khổ quá, mày bình tĩnh. Tao đang thảo luận với vợ tao. Rồi thì chu mỏ đi. Bà cứ bình tĩnh. Kể cả có buồn mấy đi chăng nữa, mặt mình vẫn phải tươi lên, chu mỏ lên, nào, sắp xong rồi. Rồi, đấy, con vẽ nhá, rất nhanh đấy, từ rất nhanh. Mày để im, để tao gò lại cái mặt bà ấy. Chứ cái mặt bà như thế này, có khi mày vẽ ra con khỉ. Bà phải tươi lên. Được rồi, cô bà tươi lên, tươi lên. Tươi lên cho tôi. Tươi. Tươi, nào nào. Tươi mà thế này à? Chu mỏ, xong rồi đây, vẽ nhá, vẽ này. Rồi. Xong chưa? Xong. Xong rồi à? Đưa đây. Dạ bẩm mai cụ đây. Xong đây rồi. Làm mẫu nó mệt lắm đấy con à. Để xem cái thành quả như thế nào. Dạ con mời hai cụ xem. Dạ. Sao thế cụ? Đông này. Dạ. Mày có nhầm không con? Dạ không ạ, con không nhầm đâu ạ. Lúc mày vẽ mày cũng suy nghĩ kỹ rồi đúng không con? Dạ con tưởng tượng hình dung rất rõ ràng, con mới đưa lên tranh vẽ đấy ạ. Mặt ông bà mày nhận xét đi. Dạ có dạ, con thấy mặt ông bà rất giống bức tranh đấy ạ. Rất giống bức tranh. Dạ, nó có cả cái toát lên cái thần thái. Đấy. Hai cụ giống lắm ạ. Giống. Lúc hai cụ mà trụ vào nhau như thế này là nó rất là giống. Lúc ấy trong đầu con tưởng tượng ra rõ ràng bức tranh nó giống y như hai cụ đấy ạ. Hai cụ? Vâng. À, giống hai con chó này gì? Dạ, cô. Cô ơi, con xin cô. Mày nghĩ mặt chúng tao giống hai con chó này được không? Dạ bẩm cụ, đây là con truyền thần đấy ạ. Mày truyền thần gì? Mày truyền chó vào đấy nhưng mày truyền thần gì? Gì thần thái bức tranh ạ. Thầy nó ra xơi cơm thầy nó ơi. Mày cái thằng của tôi rút lưỡi cho nó thôi. Về chưa? Về rồi. Nhưng mà em hỏi khí không phải nhá. Thế thầy nó chữa kiểu gì mà lúc nó sang đây ấy, em thấy nó còn ngứa được vài câu. Thế thầy rút xong nó im bặt luôn. Nhà nó hùng dữ quá. Nhưng chắc là em nghĩ là do nó đen thôi, chứ đỏ quên đi đúng không? Mà người ta bảo rồi, cái bệnh câm là khó chữa lắm. Nó ú ớ thế, nó là kiểu của nó thế. À thế nhưng mà
thầy nói này, cái thằng Câm đấy ấy, nó đi một nhẽ. Thì em muốn hỏi thầy nó là cái trường hợp của cái thằng mà thầy nó kéo chân ấy, thì sao rõ ràng là thằng đấy là em chứng kiến. Lúc nó sang đây là nó còn tập tễnh đi vào đây được vài bước. Thế thầy nó kéo kiểu gì xong người nhà nó cõng về luôn. Chạy đi được bước nào? Riêng cái thằng đấy là như này, chân nó một chân dài một chân ngắn. Thế thì vội quá nhiều khách, cho nên là tôi làm phúc tôi rút nhanh để còn đến lượt người khác. Thế là tôi kéo nhầm cái chân này, nó nhiều lông quá, nó trượt ra một tí, thế là nó dài thêm một đoạn như thế này này. Thế nên là nó về nó mới không thể đi được. Đúng là xin nghỉ tử nghiệp. Nhưng mà mình yên tâm, theo kinh nghiệm của tôi ấy, thì cái chân này này, thì khoảng 3 đến 5 tháng nó sẽ co lại, thì nó vẫn khập khiễng như bình thường, thì nó sẽ vào được đây. Chứ không biết là nó có sang đây nữa hay không. Nhưng mà thôi, em nghĩ rồi, thầy nó toàn làm phúc, chả lấy tiền. Ôi, có khỏi đâu mà lấy tiền. Thôi nhanh 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 ăn cơm đi. Cơm đâu mà ăn, chỉ ăn rau thôi. Thôi mình ạ, có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Nhưng mà thầy nó này, em nghĩ rồi, có khi là thầy nó chuyển nghề đi, cũng vẫn là y, thế nhưng mà thầy nó chuyển sang chữa tâm lý đi. Chữa tâm lý á? Ừ. Tâm lý thì làm gì có khách. Cái đấy thì không phải lo, cứ ăn cơm đi xong rồi thầy nó sang nhờ thằng Mõ một câu là được. Ờ thế thôi, ăn đi xong rồi tôi sang nhờ thằng Mõ. Ôi trời, sao tay thầy nó run thế? Rút lưỡi, mỏi hết cả tay, chứ sung sướng cái gì. Này thầy nó hả? Công nhận là cái thằng Mõ nó giỏi. Đấy, mình mới chỉ nói như thế thôi, thế mà nó đã đi giao từ làng trên xuống xóm dưới. Mọi người đều biết là bây giờ thầy nó không làm thầy lang nữa, mà chuyển sang làm y tâm lý. Thế nó gọi là Mõ. Mà ngày xưa ấy, tôi định tranh chuốt với nó nhưng mà không được ấy. Thầy mà làm như nó thì ai làm phúc cho đời. Hơi bị năng lực ấy thằng đấy. Ngày xưa tôi tranh cử mãi mà không được với thằng Mõ đấy. Thầy dạ. Con chào thầy ạ. Dạ. Chào con. Dạ vâng. Ô, thầy nó đã thống nhất là bây giờ thầy chuyển sang y tâm lý rồi cơ mà. Cáo lỗi bác ạ. Báo cáo là bây giờ thầy ấy, thì thầy không rút lưỡi, thầy cũng không bẻ nắn, thầy cũng không nữa. Và bây giờ thầy gọi là tâm lý. Dạ. Vâng ạ. Bẩm với thầy ạ, con có nghe thằng Mõ nó thông báo rồi ạ. Dạ, con có nghe là thằng Mõ nó giao ạ, tay nghề của thầy rất cao, nên là con ước ao là được thầy chữa trị. Rồi, nhìn cái đầu kia kìa, cái cổ rụt này, cái bụng to như thế này ý. Thế là mệt rồi. Mệt là như nào hả thầy? Tức là cái này khó chữa đây. Khó chữa, tức là con bị yếu sinh lý. Ôi giời ơi, thầy giỏi quá, thầy vừa nhìn một cái là thầy đoán đúng bệnh của con. Dạ, bẩm với thầy ạ, con là phú ông ở thôn lớn bên phía Nam ạ. À. Dạ, con làm nghề buôn phấn ạ. Buôn phấn tốt. Dạ, nhà không có gì ngoài tiền. Quá tốt. Nhưng mà con ấy, có mới lấy một cô vợ rất là xinh xắn, dung nhan thì tươi tắn, đang độ xuân sắc, nên là rất nhiều thằng nó xốn sang. Rất nhiều thằng xốn sang? Vâng ạ. Ồ, thế có nghĩa là ở đó nó là sinh hoạt tập thể à? Khổ, thầy chưa hiểu ý con. À, hiểu. Tức là như thế này đi. Dạ. Tức là vợ anh xinh xắn tròn trịa như thế này. Dạ. Thế còn anh ấy thì lại yếu sinh lý như cái ngọn đèn lay lắt thế này. Thế mà hàng xóm nhà anh ấy lại khỏe mạnh hừng hực như thế này. Đạ. Thì anh chỉ sợ rằng là hàng xóm nó lại nhòm ngó, nó va chạm, thì có đúng không? Dạ đúng ạ. Chính vì thế con mới tìm đến thầy để thầy làm cách nào ấy. Là cho dù mấy cái thằng hàng xóm này nó có
nhòm ngó nó có thèm thuồng thì nó cũng không làm gì để... Không làm gì được vợ anh là được đúng không? Dạ phải á. Yên tâm, tôi giúp. Cái nhà chị này nhỏ mà có võ. Thầy, thầy làm em cứ cuồn cuộn, em như chết đi sống lại. Nhà chị này, lúc nãy sôi nổi quá, tôi suýt nữa thì rút lưỡi nhà chị. Nhà chị bỏ quá cho. Nhưng mà thầy đểu lắm. Thầy lại đi nói nhà em bị giang mai, làm cho trai trong làng không ai dám bén mảng đến gần em. Chả vậy, đấy là ý của anh chồng nhà chị đấy. Anh chồng nhà chị không muốn bất kể một trai tráng nào tơ tưởng đến chị. Thế còn việc của thầy với chị là thầy làm phước, thầy cho đi đấy. Thầy về đấy. Vâng, thầy về ạ. À mà thầy ơi, em bảo này. Còn gì nữa? Chồng em không bị giang mai đâu, mà người bị giang mai là em. Hả? Ơ thằng à. Anh Hậu à, ông Phú Chày đấy à. Ừ. À, lâu lâu không gặp anh Hậu nhớ. À, nhớ Hậu hay là nhớ quan? Ừ. À, thế đã được sắc phong chưa? Chưa sắc phong thì mới lên. Ô thế à? Chưa sắc phong rồi thì... À này, ông định chơi bài qua sông đấy à? Không, ý của tôi là nếu sắc phong rồi thì hai vợ chồng tôi cùng lên đây, chứ không phải một mình tôi lên. Thế chứ. Hôm trước lên một hào, hai hào thì khó. Bây giờ có hai con. Nhờ anh Hậu cầm giúp. À, này, ở đây là quan là thanh liêm lắm đấy, không có nhận cái gì đâu nhá. Vâng. Thế đi thôi. Quan đã. À, lần này lên không gặp quan ông mà gặp quan bà. Gặp quan bà? Ừ. Sao? À, được. Này, lâu không gặp thông minh ra rồi đấy. Đi. Trời ơi. Nhanh lên. Ừ. Cái gì không mua được bằng ít tiền thì mua bằng nhiều tiền. Đây, mời ông Phú ngồi đây để tôi đi mời quan. Này, anh Hầu nhớ mời quan bà nhé. Được rồi, ông cứ ngồi đây, tôi đi mời quan bà nhé. Bà này, tính khí quan bà thế nào? Anh Hầu cho biết trước được không ạ? Ông yên tâm, quan bà ấy là một người cực kỳ xinh đẹp. À, tính khí thì sẽ tính lắm. À, yên tâm à? Nhé, cứ lựa lời mà nói với quan bà. À, hiểu chưa? À. À, nhưng mà quan ông với quan bà ấy có vấn đề gì về tình cảm với nhau không ạ? Cái mồm. Để không tôi có vấn đề biết, gì tôi cả. Tôi lựa. Yên tâm nhé. Ông bà sống rất tình cảm. Đấy. Mọi việc là bà hết, nghe chưa? À, mọi việc bà hết. Rồi. Ngồi đây chờ nhé. Tôi đi mời quan bà. Ôi giời ơi, nhà quan đẹp thật, mà chỗ nào cũng có chữ mai vàng rực rỡ, chờ Tết đến, xuân về hạnh phúc đến mọi nhà. Hay quá, câu đối thật hay mà thật chỉnh. Mai đối với xuân, về đối với vàng, rực đối với hạnh, phúc lại đối với cả rỡ. Ông Phú, ông đến đây có chuyện gì? Dạ, chào quan bà. Dạ, bẩm quan bà, con đến đây thăm quan ông và quan bà thôi ạ. À. Sao, có chuyện gì? Ông nói luôn đi. Dạ, bẩm quan bà, cách đây một tháng,
con có đến thăm gặp quan ông. Úi trời ơi, quan ông đẹp lắm, đẹp trai như sĩ điều ấy. Con còn đọc hai câu thơ tặng quan ông: Dâu hùng hàm én mày ngài, vai năm tấc rộng thân mười thước cao. Mà quan bà biết không, vừa đọc xong một cái, quan ông đúng là giỏi, biết ngay trang 51 Chuyện Kiều, thơ của Nguyễn Du. Và hôm nay gặp quan bà thì con thấy đúng là ông trời xe duyên thật là đẹp. Quan bà vừa trẻ vừa đẹp như sĩ. Sĩ gì? À, dạ con nhầm ạ, vừa đẹp như Tây Thi ạ. Thật là xứng đôi đẹp lứa ạ. Mà quan bà trẻ, trẻ chỉ bằng tuổi con của con thôi. Này ông Phú. À con lỡ lời ạ. Tội là ở con, nhưng mà cũng một phần là bởi vì quan bà trẻ, trẻ quá. Thôi không vòng vo nữa, có chuyện gì nào? Dạ, con lên đây con hỏi là tin vui nó đã về tới đâu rồi ạ? À, đấy là việc thứ nhất. Còn chuyện thứ hai là thế này ạ. Kìa ông Phú. Dạ. Ông cho tay vào đây làm gì? Dạ không ạ. À, ông định đút lót ông nhà tôi chứ gì? Dạ. Tôi nói cho ông biết, ông nhà tôi là một người cần kiệm liêm chính. Ông đừng dở cái trò mèo đó ra đây. Vâng. Ông không có tuổi. Dạ con biết là con chưa đủ tuổi ạ. Quan bà, cho con xin hỏi, quan ông tuổi gì ạ? Đứng đầu 12 con giáp. Con hiểu rồi ạ. Con hiểu rồi ạ. Đa tạ quan bà, con xin phép về con lo ạ. Con hiểu rồi ạ. Con hiểu rồi ạ. Đứng đầu 12 con giáp. Úi, giờ này mà con chưa về nữa. Sốt hết cả ruột lên đi. Sốt ruột quá đi thôi. Ôi, đây rồi, đây rồi. Ôi, mình đi đâu mà em chở sốt hết cả ruột đi. Còn đi đâu nữa? Mình nhìn đây. Mình nhìn đây. Mình nhìn đây. Em đang nhìn đây. Mình có thấy gì không? Em thấy rồi. Nhưng mà cái gì đây mình? Đây là con đường tơ lụa. Con đường tơ lụa. Ừ. Đưa vợ chồng mình lên ông, lên bà. Đưa vợ chồng mình lên ông, lên bà. Ừ. Mình ơi. Ơi. Nhưng mà bên trong nó là cái gì? Cái gì thì từ từ tôi sẽ kể cho bà nghe. Nhưng mà mình ơi, xong chưa? Chưa xong. Bao giờ mình bảo xong thì tôi hạ nó xuống. Ui, nhưng mà em mệt, em mỏi, em đau xương sống rồi mình ạ. Thế thì xong rồi. Đây. Mình này, mình cứ như là thằng hề. Mình biết tại sao không? Hả? Bởi vì hôm nay tôi rất vui. Mình vui à? Ừ, mình ngồi xuống đây tôi kể cho mình rõ ngọn ngành. Mình ngồi đi, mình ngồi. Ừ, mình có nhớ cái lần ấy tôi lên quan bà không? Nhớ. Ở đấy, bà có gợi ý cho tôi. Tôi hiểu ngay. Bà bảo không cần tiền, không cần bạc thì có nghĩa là cần vàng rồi, đúng không? Ừ nhỉ. Ừ. Mà lại còn thế này nữa. Khi tôi về, tôi ý nhị tôi mới hỏi: thế bẩm quan bà, quan ông tuổi gì? Bà tinh lắm. Bà không nói tuổi luôn. Bà lại nói là thế này chứ: đứng đầu 12 con giáp. Ôi trời ơi. Thế là bà đế nhị. Ừ. Đứng đầu 12 con giáp thì ai chả biết. Nó là con tí. Con tí nó là con chùa. Chính... quan bà đúng là tế nhị mà. Chính vì thế
trong cái hộp này nó là con chuột bằng vàng. Mà tôi nói cho bà biết, tôi đánh rất tinh xảo, rất đẹp, óng ánh, giá trị lắm. Thế cho nên tôi mới bảo đây chính là con đường tơ lụa của vợ chồng mình. Mình ơi, vợ chồng mình là sắp đổi đời rồi. Cái con mụ Lý, em gì này, sao em nói cho mình biết nhá. Quan bà tế nhị em đi có thừa. Mà cái quan trọng hơn ý, quan bà có xinh đẹp bằng em không? Mình hỏi về quan bà ấy. Cái hôm tôi lên gặp ấy, Tôi làm sao? Tôi khó nói với bà lắm. Khó nói là như nào? Bà ấy kém bà. Thế mà em lại cứ tưởng có ai hơn được bà của tôi đâu. Tưởng mình lắm. Rồi tối nay em bù. Mà thôi, sao bây giờ đi đến nhà quan bà luôn đi. Không là muộn mất đấy. Đúng rồi, mà em nói với mình biết nhá. Tí nữa đến nhà quan bà nhá, em gặp cái thằng nô ấy, em hỏi thẳng nó là em với quan bà ai đẹp hơn. Em mình ơi, trên nhà cửa quan ấy không ai gọi thằng nô như dưới mình đâu. Thế không gọi là thằng nô thì gọi là gì? Gọi là anh hầu. Anh hầu, nó sượng miệng bỏ sừ đấy được. Không sao, thôi cứ gọi thế cho nó phải phép nhá. Thôi bây giờ vợ chồng mình đi luôn đi. Là vì chuyện lớn ấy, chứ em bỏ qua cái chuyện nhỏ ấy. Nhưng em nghe mình đấy. Nào, vợ chồng mình đi luôn đi. Con đường tơ lụa dẫn mình đi. Nào. Ông bà ngồi đây chờ. Tôi vào mời quan gia nhé. Ông ngồi đây. Nô, nô, bà bảo. Này. Hả? Ai là nô? Hả? Đó là gì nhỉ? Anh hầu. Hầu, bà nhầm. Này. Hả? Ăn nói cho cẩn thận. Ở nhà quan không ai là thằng nhá. Anh hầu. Anh hầu. Bà mày lại phải gọi mày là anh hầu. Thúi. Tôi đã nói. Về. Từ đã. Thông cảm. Bà nhà tôi ít học. Này, ai ít học? Ít học nhưng mà nhiều chữ. Thế này nhá, tôi nói với mình rồi, muốn đi xa phải biết cúi mình xuống. Cúi mình xuống. Mình. Đi. Này, tôi nói cho bà biết nhá, muốn gặp quan ấy thì phải qua cửa đây nhá. Đấy. Hiểu không? Anh hầu, tôi không hầu nhà bà nhé, tôi chỉ hầu nhà quan thôi. Ở đây là anh hầu. Anh hầu. Thôi đủ rồi. Hả? Nhũn. Chứ không phải là chạm. Nghe chưa? Kiểu gì cũng nói được. Anh hầu. Sao? Được rồi. Vừa chưa? Vừa rồi. Này, thế cho hỏi khí không phải là bà quan nhỉ? Bà quan với lại tôi ai xinh hơn? Láo. Cái mồm nhá, 3 tuổi gì mà so sánh với quan bà hả? Hỏi cái câu rất chi là thừa, đương nhiên là quan bà xinh hơn rồi. Tôi nói cho bà biết nhá, bà còn không xinh bằng vợ tôi, làm sao so sánh được với quan bà. Anh này mày láo. Mày láo lắm rồi nhá. Nói ai đấy, thằng nào đấy? Thôi, anh về. Tôi anh. Về luôn, không gặp quan nữa nhá. Anh nhau thôi, chỗ quen biết, tôi anh nhau bỏ qua cho. Mình ơi, tôi bảo cúi mình nói tí, cúi mình nhịn. Ảnh hưởng tới sức khỏe đấy. Thôi, anh nhau bỏ qua chuyện này. Thôi, anh hầu
và mời quan ông quan bà ra đây cho vợ chồng tôi được phép gặp mặt. Nói như thế còn được. Để ý cái thái độ nhá. Để xí bố này. Bà chửi tôi à? Nói chứ còn chửi ai. Nhưng mà tôi thấy cái hướng mồm của bà vào chỗ mặt tôi. Bà nói cho mày biết nhá. Bà một khi lên chức nhá, thì bà bóp cho mày chết. Thôi, bóp ai? Nên bóp nó chứ còn bóp ai. Bóp nó có tội gì bóp nó, bóp vào chỗ nào? Thì bóp đâu thì bóp, miễn là nó chết. Thôi, tôi đã bảo bà rồi. Đây là nhà người ta, chứ phải nhà mình đâu mà bà cứ lớn giọng thế. Nhầm. Tôi bảo rồi, thôi, bây giờ nhẹ nhàng, giữ gìn. Khi nào chính thức được làm bà Lý, thì lúc đấy chưa muộn. Lúc đấy thì con mụ Lý chết với em. Nữ tử trả thù 10 năm chưa muộn. Đúng. Ôi, dạ. Dạ, bẩm quan bà. Dạ, chào quan bà. Ui quan bà, nó đẹp quá. Quan bà phải nói là nó đẹp nghiêng nước, nghiêng cả con. Quan bà ơi, thế mà trong tưởng tượng của con á, quan bà phải làm một cái mụ mà nó xấu, nó già, nó nhăn nhiêu. Ai ngờ gặp con bà ở đây, ui dồi ôi, nó lại đẹp tuyệt vời ạ. Mà sao lại quan bà lại trẻ như thế nhở? Mà trẻ như thế này là người ta phải gọi là quan em hợp lý. Dạ, bẩm quan bà, ý của vợ con là quan bà trẻ quá, xinh quá ạ. Dạ, đúng rồi ạ. Thôi, thế hôm nay hai vợ chồng đến đây có việc gì? Dạ, như lần trước ấy, con đến gặp bà có nói là tuổi quan ông là đứng đầu 12 con giáp ấy ạ. À. Dạ. Dạ. Cho nên hôm nay vợ chồng con đến đây thì có món quà. Thế là dạ. không phải hối lộ à. Không phải hối lộ ạ. À. Vâng ạ. À. Vâng, nếu mà không phải hối lộ thì nhận được. Dạ bẩm con bà, chúng con đã đúc tuổi quan ông vào trong này rồi ạ. À. Đứng đầu 12 con giáp ạ. À. Thế nếu như không phải hối lộ thì hầu. Dạ. Dạ. Đa tạ quan bà. Đa tạ. Dạ. Còn việc thứ hai là đấy, chúng con vẫn đang chờ tin vui mà quan ông và quan bà đều biết đấy ạ. À. Dạ. Tin vui à? Vâng ạ. Dạ. Ta hiểu. Cứ về đi, chim mến báo tin vui, sắp đến nhà ngươi rồi đấy. Đa tạ quan bà, đa tạ quan bà, đa tạ quan bà. Ui, quan bà đẹp quá, vừa đẹp nét vừa đẹp người. Dạ, con xin phép ạ. Dạ, vâng, con xin phép ạ. Con xin phép ạ. Dạ, em chào anh Hầu ạ. Dạ, úi dồi. Đấy, được này, dạ. Rồi, thế là thành công rồi. Này Nô. Dạ. Mình nhận thế này không biết ông có mắng không nhở? Bà ơi, bà yên tâm. Con nghĩ là ông không nói gì đâu. Bởi vì mình có nhận hối lộ đâu. Đây là người ta tặng cơ mà. Ờ, người ta tặng. Vâng. Này, tí nữa ông mà về nhá, mày phải nói khéo với bà nhớ chưa? Bà yên tâm. Con ăn ít rồi mà. Cái gì? À không, con ý con nói là con ăn một ít cơm rồi mà ông đi đâu lâu về thế không biết. Không biết là ông đi đâu bà nhỉ? Ra đóng cửa đi. Dạ vâng ạ. Nào, để đây. Mang đi đâu đấy? Con quên. Dạ, ông mới về ạ. Mình mới về đấy à? Mình chưa đi ngủ à? Mình chưa về, làm sao mà tôi ngủ được? Thế mà có nhiều hôm tôi đọc chưa hết trang sách, quay ra thì mình đã ngủ rồi. Mình này lại còn ngáy nữa đấy. Hôm nay tôi đi làm việc. Làm việc xong định về sớm. Nhưng anh em bên dưới họ lại làm cơm.
khẩn khoản mời mình ở lại. Tôi đã định về rồi, nhưng nghĩ nếu về thì lại không quần chúng. Vì thế ở lại làm mấy chén rượu với anh em. Thế anh em có làm cơm chay cho mình ăn không? Có, nhưng tôi có uống vài chén rượu. Thế nhà mình vừa có khách à? Dạ vâng, nãy có ông Phú Chảy đến. Lại là ông Phú Chảy à? Vâng. Sao cái ông này chảy cối thế nhỉ? Tôi đã nói với ông ấy rồi, là nếu có tài, có đức thì cứ thế mà lên thôi, không phải chạy trọt gì cả. Này mình, ông ấy đến, có gửi tặng mình cái này. Trời ơi, tôi đã dặn mình thế nào rồi? Tôi không lấy của ai một xu, tôi không ăn của ai một trinh, tại sao mình còn làm thế này? Thì tôi cũng nghe lời mình mà, đây có phải là một xu, một trinh hay một hào gì đâu. Thế nó là cái gì? Thì hôm trước, ông ấy có hỏi tuổi của mình, nên là đã đúc cho mình cái tuổi, và đây này. Đúc tuổi tôi? Vâng. Để tôi xem nào. Một con chuột bằng vàng. Đúng ạ. Thế mình nói thế nào mà ông ấy đúc con chuột bằng vàng thế này? Thì hôm trước ông ấy hỏi tuổi của mình, tôi mới bảo là tuổi của mình đứng đầu 12 con giáp, là tuổi chuột đấy. Mình nói với ông ấy tôi là tuổi chuột. Vâng. Đứng đầu 12 con giáp. Mình dốt lắm. Sao mình không nói tôi là tuổi tượng? Tuổi tượng là sao ạ? À? Tượng là con voi ấy. Ừ nhỉ? Thế mà tôi không biết bảo là tuổi mình tuổi con voi. Thế có phải là nhà mình có con voi bằng vàng không? Được con voi bằng vàng, nhưng tôi sẽ mất đi hai chữ thanh liêm đấy mình ạ. Đây cũng là một hình thức hối lộ, nhưng hối lộ ở tầm cao, tầm trí tuệ. Mình làm thế này, tôi còn nói với dân chúng làm sao được nữa. Em biết rồi ạ. Ngày mai em sẽ tìm cách trả lại cho nhà ông Phú. Tiền, bạc, vàng, ai cũng thích, ai cũng cần. Nhưng để làm một vị quan tốt, một vị quan thanh liêm, khó lắm mình ạ. Vâng. Mặt thầy, con xin thầy. Con ơi là con nhục với làng với xóm. Mày bảo bây giờ tao còn dám vác mặt ra đường làng nữa không? Con chốt giải, con xin thầy. Thế bây giờ mày nói cho thầy biết, đứa bé trong bụng bố nó là ai? Con không nói được à? Rồi ôi, tại sao không nói được? Mày phải nói nó ra để ông cho nó rũ tù. Thầy ơi, con xin thầy, con không dám nói đâu thầy ơi. Ôi thế này thì mày biết không, thầy là lý trưởng cai quản cả cái làng này, mà mày như thế này thì ta biết nói ai bây giờ? Con ơi là con, mày còn ngồi đấy mà khóc à? Đi vào nhà cho khuất mặt ông. Con với trẻ cái. Thằng Nô đâu rồi? Hình như ông gọi con phải không ạ? Ông có chuyện này định nói với mày, nhưng mà thôi,
nhục lắm, không nói nữa. Ôi giời, con biết rồi. Ông nhục một thì con nhục 10. Mày biết rồi à? Mày biết chuyện gì? Ôi giời, khổ quá thì con không trông được cô. Con mất mặt lắm chứ ông tưởng nè. Thế là mày biết chuyện rồi. Con biết hết. Con phải biết chuyện của ông. Chuyện gì của ông? May mà con Hến không có bầu. Sao mày biết? Con cái gì con chả biết. Mà con nói với ông này, các cụ nói rồi, đời cha ăn mặn, đời con khát nước, mà đời cháu đi tiểu, mà đời chắt lại khát nước, phải khát nhiều nên cô như mình uống thì nó mới sưng cái bụng lên. Đấy là do ông. Thanh Hiền đã dạy thì không có sai. Ơ, mà tao là đàn ông, cô mày là nữ, thì phải biết giữ. Mà mày có biết bố đứa bé là ai không? Con nói rồi, con cái gì con cũng biết. Nhưng mà con nói là con sợ ông lại sốc. Sao mà sốc? Bởi vì bố nó ấy, bố thằng cu ấy, là cái thằng mà... Sao không? Mày cứ nói đi, ông bình tĩnh rồi. Nhưng mà con nói ra thì cứ... Nó cứ... Sao? Cứ nói đi. Nó khập khiễng. Không sao. Bố của thằng cu là anh Thóc. Hả? Cái thằng Thóc à? Ôi giời ơi. Ôi giời ơi. Thế được rồi. Mày cho người đi. Gô cổ nó về đây. Ông xử nó. Vào đây. Mày đi đâu hả? Mày, vào đây. Mày có bỏ cái tay ra không? Buồn cười nha. Đi vào đây. Ô, cái thằng này. Mày đi đâu? Mày đi vào đây. Này. Mày đừng có láo nhá. Tao gần bằng tuổi thầy mày đấy. Đừng có hỗn. À, quên nhỉ. Thôi được rồi. Cậu ngồi đây. Cậu chói cái gì mày hả? Chỉ đang nào mà trở về đây. Chả gọi là cậu. Ô láo. Ông ơi. Ở đây. Ông đây. Dạ. Bẩm ông ạ. Ờ. Mày đưa con nhà vào đây đi. Anh Thóc. Thóc gì thằng này? Tấm chứ thóc cái gì? Ồ hay. Trông thế thôi. Nhưng mà gần bằng tuổi thầy con đây. À thế à? Vâng. Ờ. Thế có chuyện gì? Ủa hay thì anh Thóc ấy chính là đấy, bầu của cô như mình ấy. Hả? Bố đấy. Thằng thằng này à? Vâng. Ừ. Mày ăn xong quẹt mỏ định chạy làng hả? Dạ, dạ bẩm ông là con đã biết chuyện gì đâu ạ. Tự nhiên thằng này nó đưa con vào đây, ông lại bảo con ăn vụng chạy làng là sao ạ? Chạy gì ngủ với cô ở đây có bầu ấy. Ngủ gì này, mày nói kiểu gì đấy? Tao không ngủ với ai đâu. Này, ông nhiều bạc vàng châu báu của cải nhận đấy. Nhận cái gì? Tao có làm gì đâu mà nhận. Ô mày. Ô ai nhỉ? Người ta nói nhỏ thế thì người ta nói tinh tế thế thì nói to tướng là thế nào nhỉ? Không có một cái gì gọi là tinh tế, không có gì xây dựng cả. Thôi được rồi, thôi được rồi. Mày ra kia. Thằng này ra đây. Dạ con đây ạ. Mày mà không nhận, ông cho rũ tù. Ông ơi, dạ con lạy ông mà con có làm gì đâu ạ. Thôi đứng lên bảo. Cậu cười. Ông à, ông phải quyết liệt lên. Này này, cãi lắm, không nhận đâu. Mày không phải dạy. Ông buồn cười nhà con nói bé thế thì sao ông phải nói to. Ông phải tế nhị đi chứ, ông phải tinh tế đấy chứ. Mày quát ai đấy? Mày quát ai đấy? Thằng kia. Dạ. Ra đây. Dạ. Mày mà không nhận, ông cho người giải lên quan, rũ tù. Ôi ông ơi, dạ. Con bẩm ông là con có làm gì đâu hả ông? Chúc mừng cậu. Chúc mừng cái gì? Tao có làm gì mà mày chúc mừng? Chúc mừng nhỏ thế sao phải nói to, phải tinh tế, phải tế nhị chứ. Người đâu? Con đây ạ. Dạ, thằng liên quan cho ông. Dạ, bẩm ông oan cho con quá ông ơi. Ông ấy cứ không làm gì đâu. Bỏ nó xuống. Dạ, bẩm cô ạ. Nhận đi. Ôi giời ơi, cô ơi, dạ, con oan quá, con có làm gì đâu mà con có nhận tôi ạ. Dạ, cô ơi, con xin cô đấy cô ạ. Con ơi, con không bỏ được đâu. Bỏ thế nào được? Nó là bố mà, bố đứa bé mày bỏ là thế nào? Con bảo thằng này nó bỏ tay ra, không nó kéo tụt quần con bây giờ. Dạ, ông ơi, con có làm gì cô đâu ạ. Mà ông nhìn xem, con bằng con tần này mà cô cao như thế này thì con tụt làm sao được cô hả ông? Thì đúng rồi, tao có nói mày đâu. Tao nói thằng kia kìa. Hả? Ôi trời ơi, cô ơi là em ơi, sao lại nói như thế? Mất công anh nói dối ông từ sáng đến giờ.
Mày nói gì ấy? Thế tao bảo chúc mừng mày mà mày làm sao mà mày phải quá to đấy? À? À, thì ra mày nói dối ông từ sáng tới giờ. Hóa ra mày là bố đứa bé này. Tao đã nghi ngờ ngay từ đầu rồi. Thằng này tấm chứ thóc gì. Thôi được rồi, bây giờ ông nói cho mày nghe nhá. Một là mày đi tù 10 năm. Hai. Ông cho con lựa chọn. Hai. Ông sẽ đứng ra tổ chức đám cưới cho bọn mày. Này, đang ngồi trong kia các cụ lại bỏ ra đây. Cấm nhá. Nhà này bao năm nó không có cái nếp ấy đâu. Nhà không có nóc à? Có nóc, không có nóc thì nó rột. Lại còn chả treo à? Vợ nói lại còn nhe răng ra cười. Cười đâu, khóc. Khóc thì sao lại nhe răng ra? Cấu ảnh như thế nó lấy đâu vào đọc rồi là không biết. Trời ơi. Em nói cho ông biết nhá. Không hiểu ông như nào nhá. Cứ đến ngày dỗ thầy tôi là ông bị bỏ ra một góc ông ngồi ông khóc. Sao mà khóc nhiều thế? Nói. Có nói không? Một là tôi ăn vả. Hai. Nói. Tôi khóc là khóc thương cái thân tôi. Nếu ngày xưa tôi chấp nhận đi tù thì bây giờ có phải là mãn hạn tù rồi không? Mãn hạn à?